Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trưa ngày 4 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Khởi công xây dựng cầu vượt sông Tam Bạc. Đánh bom tại Saint Petersburg, Nga. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường tổ chức khởi công xây dựng cầu vượt sông Tam Bạc. Tới dự có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Cầu nối vượt sông Tam Bạc bắt đầu từ ngã ba Trần Nguyên Hãn, Quang Trung Tam Bạc sang đường Trưng Dương, phường Hạ Lý. Như vậy, từ công viên Tam Bạc sẽ có cây cầu nối ra khu Bạch Đằng, mở thêm hành lang giao thông, tránh ùn tắc tuyến đường Tam Bạc trong giờ cao điểm. Cầu vượt sông Tam Bạc có kết cấu bê tông cốt thép, mặt đường bê tông nhựa với chiều dài gần 130m, chiều rộng 24m, trong đó lòng đường rộng 10m, hè mỗi bên rộng 7m, được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng, mỹ thuật cao. Cầu vượt sông Tam Bạc do công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường tặng thành phố Hải Phòng với tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng. Dự kiến công trình hoàn thành vào dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cầu Tam Bạc, cầu kết nối trung tâm thành phố với phường Hạ Lý, tạo điều kiện thông thương, chỉnh trang đô thị và đảm bảo an sinh xã hội. Ghi nhận và biểu dương công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường, doanh nghiệp đầu tiên đã tự nguyện thiết kế, đầu tư kinh phí xây dựng cầu. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, cùng với việc xây dựng cầu, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường khu vực hai bờ sông Tam Bạc, tạo quỹ đất cho giao thông, đất cây xanh. Nhà thầu chủ đầu tư huy động nguồn lực, trang thiết bị thi công công trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về thực hiện các chương trình phối hợp công tác giữa hai bên. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phạm Văn Mợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam. Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thống nhất kế hoạch tổ chức ký kết chương trình thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vào giữa tháng 4. Đồng thời hai bên phối hợp triển khai kế hoạch vận động và giám sát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020. Các chương trình được xác định nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung thực hiện, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền vận động, tổ chức chỉ đạo và phát động sâu rộng tới các đoàn thể chính trị, hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp và tầng lớp nhân dân. Theo kế hoạch trong tháng 4, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng sẽ phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố tổng kết công tác an toàn giao thông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng nhất trí với các chương trình phối hợp, công tác giữa hai bên về thời gian, việc cấp bổ sung kinh phí để triển khai công việc kịp thời, hiệu quả cụ thể. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ động liên hệ với các sở ngành đơn vị sớm cụ thể hóa các chương trình hoạt động. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các chuyên đề, những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề năm 2017, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và những nội dung mới trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị nhằm cung cấp trang bị kiến thức, nhận thức sâu sắc về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến đội ngũ báo cáo viên, giảng viên, kiêm chức của thành phố với yêu cầu tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn nữa tư tưởng đạo đức phong cách của Bác đến các chi bộ và từng đảng viên, tạo động lực tự giác, biến nhận thức thành hành động, làm theo tấm gương của Bác một cách thiết thực hiệu quả. Hội nghị cũng góp phần làm rõ những nội dung cần vận dụng trong văn kiện Đại hội Đảng vào giảng dạy các phần học, môn học thuộc chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị ở cơ sở. Thông qua tập huấn, giúp các báo cáo viên, giảng viên, kiêm chức chủ động nghiên cứu sâu hơn các quan điểm lãnh đạo của Đảng để vận dụng vào giảng dạy, tiếp tục truyền tải đến các cán bộ đảng viên ở cơ sở, là động lực để góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thời gian qua, quận Hải An tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị, gắn được gần 300 biển số nhà, đặt tên 5 đường phố, lắp 17 bóng điện chiếu sáng.
Đồng thời, quận chỉ đạo các ngành chức năng rà soát thống kê được 17 điểm chưa có hệ thống thoát nước, 38 điểm hệ thống thoát nước kém, thẩm định được gần 100 công trình cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội. Cũng trong năm 2016 và quý 1 năm 2017, Ủy ban nhân dân quận Hải An đã chỉ đạo các ngành địa phương tập trung thực hiện hoàn thành sửa chữa, nâng cấp và xây mới, đưa vào sử dụng 25 công trình hạ tầng như đường giao thông, nhà văn hóa, lớp học và các công trình phụ trợ ở một số trường học. Ngoài 4 xã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, cho đến thời điểm này, trung bình các xã trên địa bàn huyện An Dương đạt 17,34 trên 19 tiêu chí, cao hơn so với bình quân chung toàn thành phố. Là một trong 4 xã trên địa bàn huyện An Dương, hiện đã đạt 17 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, không chỉ tập trung hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là thủy lợi và môi trường. Thời điểm này, địa phương đang huy động nguồn lực đẩy mạnh xã hội hóa nhằm nâng cấp hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Và chính quyền địa phương sẽ làm tốt các tuyên truyền cùng với nhân dân phấn đấu năm 2017, Đồng Thái sẽ về đích trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, năm 2017, huyện An Dương triển khai 17 công trình với tổng kinh phí 141 tỷ đồng. Ngoài các công trình được thành phố đầu tư, huyện sẽ bố trí vốn bằng nguồn đấu giá đất, tập trung nguồn lực, phấn đấu đến năm 2018 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, các xã còn lại cần thiết phải sớm được tiếp cận với các chương trình hỗ trợ, nhất là nguồn vốn để đầu tư các công trình ngay từ đầu năm 2017. Bên cạnh đó, huyện An Dương cần phối hợp cùng các đơn vị liên quan sớm có các giải pháp, kế hoạch và hướng dẫn xử lý khoản nợ xây dựng cơ bản của các xã nông thôn mới triển khai từ năm 2015. Liên quan đến quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện, hiện Sở Xây dựng đang tập trung triển khai lập quy hoạch phân khu 1/2000 đối với quận Tây Bắc và quận An Dương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Đây đồng thời là một trong những vấn đề đặt ra cho huyện An Dương trong xây dựng nông thôn mới nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của toàn thành phố. Chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ trong tháng 4 và đầu tháng 5, hãng hàng không Vietjet Air công bố 3 ngày vàng mùng 3, mùng 4, mùng 5 tháng 4 năm 2017 với 1 triệu vé siêu tiết kiệm giá chỉ từ 0 đồng. Chương trình áp dụng cho thời gian bay từ ngày mùng 1 tháng 5 năm 2017 đến ngày 20 tháng 12 năm 2017 trừ các ngày lễ Tết. Vé được mở bán trên các kênh của hãng vào khung giờ vàng từ 12 giờ đến 14 giờ mỗi ngày tại website www.vietjetair.com. trên điện thoại smartphone https://m.vietjetair.com và Facebook www.facebook.com/vietjetvietnam. Mục đặt vé, thanh toán ngay bằng các loại thẻ Visa, Master, Amex, JCB, KCB, thẻ ATM của 29 ngân hàng lớn tại Việt Nam có đăng ký Internet Banking. Để chuẩn bị cho mùa hè rộn ràng với những chuyến đi, tháng 4 hàng năm là thời điểm vàng để các hành khách săn vé với mức giá tiết kiệm. Với thời gian bay áp dụng đến suốt năm, Vietjet sẽ mang đến nhiều cơ hội bay cho hành khách với chương trình khuyến mãi này. Hôm nay là ngày Thanh Minh, để phục vụ đông đảo nhân dân đến thăm viếng mộ tại các nghĩa trang, Công ty Cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng đã thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đặc biệt là tăng cường quản lý giá các dịch vụ, tránh tình trạng ép giá trong những ngày cao điểm. Tại hai nghĩa trang lớn là Ninh Hải và Phi Liệt, giá vé trong xe máy vẫn giữ nguyên mức 5.000 đồng, ô tô từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng như ngày thường. Giá làm sạch phần mộ dao động từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng một phần mộ. Công ty cũng tăng cường quản lý các lao động tự do tại nghĩa trang, hạn chế tình trạng tăng giá gây tâm lý khó chịu cho người dân. Cũng như mọi năm, năm nay Công ty Cổ phần Phục vụ Mai táng vẫn duy trì dịch vụ đưa nhân dân đi viếng mộ người thân tại nghĩa trang Phi Liệt, huyện Thủy Nguyên bằng xe ô tô, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, bảo đảm an toàn tuyệt đối với mức giá ổn định như năm trước. Khoảng 2 giờ 45 phút chiều qua theo giờ địa phương, một vụ đánh bom đã xảy ra tại nhà ga ở Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương. Viện Kiểm sát Nga đánh giá vụ đánh bom trên là một vụ tấn công khủng bố. Vụ nổ xảy ra trên chuyến tàu chạy giữa ga Senia Prochast và ga Viện Công nghệ của thành phố Saint Petersburg. Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ các cơ quan chức năng Nga cho hay, kết quả điều tra bước đầu cho thấy vụ đánh bom tại nhà ga thành phố Saint Petersburg rất có thể là một vụ tấn công liều chết.
Cơ quan điều tra Nga cũng đã xác định được nhân thân của nghi phạm, đó là một thanh niên 23 tuổi tới từ Trung Á. Tên này đã để chất nổ trong ba lô và trà trộn vào đám đông hành khách trong nhà ga. Cũng theo Interfax, camera giám sát an ninh tại nhà ga ở Saint Petersburg đã ghi lại hình ảnh của nghi phạm trên. Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công, đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc. Cũng trong ngày hôm qua, rất đông người dân ở thủ đô Moscow đã tới đặt hoa và nến trước điện Kremlin để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Tokyo đã cử đại sứ Nhật Bản trở lại Hàn Quốc. Thông báo này chấm dứt 3 tháng căng thẳng ngoại giao giữa hai nước về vấn đề bức tượng phụ nữ mua vui trong Thế chiến thứ hai được đặt trước đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc, ông Nagamin Yasumasa và Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Busan, ông Morimoto Yasuhiro trở lại Hàn Quốc vào hôm nay. Ông Fumio Kishida cho hay, chính phủ Nhật Bản phái các nhà ngoại giao trên trở lại Hàn Quốc bởi sắp có sự chuyển giao quyền lực tại đây sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc được tổ chức. Ông Fumio Kishida cũng nhấn mạnh, Nhật Bản cần tăng cường thu thập thông tin để sẵn sàng chuẩn bị cho những vấn đề hợp tác với chính phủ sắp tới của Hàn Quốc. Hai phía cần hợp tác cấp cao nhằm đối phó với các nguy cơ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hồi tháng 1 năm 2017, Nhật Bản đã triệu hồi hai nhà ngoại giao trên về nước để phản đối việc Hàn Quốc dựng bức tượng phụ nữ mua vui trước cửa Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua thông báo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức tập trận chung từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 nhằm đối phó với mối nguy cơ tàu ngầm từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong một thông cáo phát đi ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung lần này diễn ra tại vùng biển gần đảo Jeju của Hàn Quốc với mục đích nâng cao năng lực của quân đội ba nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc trong hoạt động thăm dò, nhận biết và theo dõi tàu ngầm. Các nội dung diễn tập bao gồm mô phỏng tìm kiếm, thăm dò và theo dõi các dấu hiệu của tàu ngầm, đồng thời chia sẻ thông tin tình báo. Được biết, quân đội ba nước đã điều động tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, trực thăng đa nhiệm cùng nhiều trang thiết bị quân sự tối tân tham gia cuộc tập trận chung lần này. Trước đó, quân đội ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc từng 4 lần tiến hành diễn tập chung chống tên lửa. Washington và Cairo đang bước vào một chương mới trong quan hệ ngoại giao song phương. 8 năm kể từ sau chuyến thăm Nhà Trắng của cựu Tổng thống Hosni Mubarak, mới có một lãnh đạo khác của Ai Cập chính thức thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Việc chính thức mời Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi thăm Mỹ cho thấy Tổng thống Donald Trump chứng tỏ quyết tâm đi ngược lại những chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama. Mối quan hệ Ai Cập và Mỹ trở nên căng thẳng dưới thời Tổng thống Obama do liên quan tới cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi. Thậm chí, Mỹ còn đóng băng trợ giúp nhân đạo cho Ai Cập trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, hiện tại, chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ai Cập al-Sisi cho thấy Washington và Cairo mong muốn thay đổi tình trạng trên. Một số chủ đề quan trọng được hai nhà lãnh đạo đề cập tới, bao gồm cuộc chiến chống khủng bố, thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực như kinh tế, an ninh, chính trị. Cũng trong cuộc hội đàm, Tổng thống Ai Cập bày tỏ mong muốn Mỹ khôi phục lại hoạt động hỗ trợ nhân đạo, đồng thời giúp nước này đẩy lùi các nhóm khủng bố trên bán đảo Sinai. Quân đội Iraq cho biết thủ lĩnh số 2 của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích gần biên giới giữa Iraq với Syria hôm 31 tháng 3 vừa qua. Một thông báo trên truyền hình nhà nước Iraq cho biết thủ lĩnh số 2 của tổ chức nhà nước tự xưng IS, Ayad al-Jumli, đã bị tiêu diệt hôm 31 tháng 3 trong cuộc không kích của quân đội Iraq nhằm vào trụ sở của tổ chức IS ở khu vực Al-Qaim. Al-Jumali đứng sau thủ lĩnh Abu Ba al-Baghdadi và phụ trách các chiến dịch có vũ trang của IS. Hiện tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng chưa có phản ứng trước thông tin trên của quân đội Iraq. Các chuyên gia nhận định nếu Al-Jumali thực sự đã bị tiêu diệt thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào hệ thống chỉ huy của IS và khiến tổ chức khủng bố cực đoan này ngày càng suy yếu hơn. Thời gian qua, ngành du lịch không ngừng phát triển, không chỉ mang lại cơ hội việc làm cho người dân Myanmar mà còn giúp tạo ra môi trường làm việc mới cho loài voi ở quốc gia Đông Nam Á này. Trước đây, đa số voi tại Myanmar thuộc quyền quản lý của Bộ Lâm nghiệp và được dùng trong hoạt động vận chuyển gỗ xuất khẩu. Tuy nhiên, 3 năm trước, chính phủ Myanmar quyết định hạn chế hoạt động chặt phá và khai thác gỗ nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, đồng thời chuyển số voi từ Bộ Lâm nghiệp sang Bộ Du lịch quản lý. Những con voi giờ đây được chăm sóc đặc biệt, được dạy kỹ năng biểu diễn và giao lưu với du khách. Hiện tại Myanmar có khoảng hơn 10 điểm tham quan với điểm nhấn là các màn trình diễn của voi, thu hút rất đông du khách.
Nhiều du khách chia sẻ, họ rất vui khi được cho voi ăn và chơi đùa cùng chúng. Điều đó mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên cho tất cả mọi người. Phần cuối chương trình thời sự sẽ là những thông tin dự báo thời tiết về các tỉnh, thành phố lớn của cả nước ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.